văn phòng đại diện tạp chí điện tử Kỹ thuật chống hàng giả, hàng thương mại. Ngày 29 tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2024. Trong tháng, báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phản ánh kịp thời, hiệu quả việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, các hoạt động thông tin thời sự, chính trị diễn ra trong tỉnh, những vấn đề, sự kiện quan trọng của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội. Dịp này, các đại biểu đã trao đổi các ý kiến liên quan đến việc hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí về thích ứng biến đổi khí hậu, thông tin chính sách, cần tuyên truyền người dân khi hưởng ứng các trào lưu xu hướng trên mạng xã hội, không sử dụng biển quảng cáo web đánh bạc trá hình do các đơn vị tài trợ cho người dân. Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trung Kiên đề nghị báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, đầy đủ những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm trên các lĩnh vực, nhất là trong các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung chuyên đề, các sự kiện chính trị, ngày lễ trong tháng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác gắn với quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.